Một cái màu tổng thể của ngôi nhà là một cái màu xanh nha mọi người. Điện thì cũng đã có đi đầy đủ. Hôm trước thì Bùi Hồ có coi clip của Đạt á, thì cũng đã có đi đầy đủ hết rồi. Chạy điện với ánh sáng cũng đã xong hết rồi. Cũng phải... Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại ngôi nhà. Đây là một cái căn nhà thuê hơn một năm qua của chị Cẩm Hường và hai đứa con trai của mình. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng chị Cẩm Hường cùng hai người con trai của mình có mặt tại nơi này để dời những vật dụng, những đồ đạc ở trong nhà chuyển về một cái ngôi nhà mới sau hơn một tháng xây dựng. Và sáng ngày hôm nay đó thì ngôi nhà cũng đã dọn đi nhiều rồi. Và để hiểu thêm về cái ngôi nhà mới của chị Cẩm Hường hiện nay như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ để vào bên trong cái căn nhà mới của chị ha. Trước khi đi vào cái căn nhà mới thì coi cái công việc của chị Cẩm Hường đã dọn đến đâu rồi mọi người. Sáng nay thì chị cùng với lại anh Sầm Hưng cũng đã gom những cái đồ đạc vật dụng ở trong nhà để dọn đi. Ở đây thì cô bác anh chị có thể thấy những cái thùng nè đã dọn đi, đã chuẩn bị để mà cái công việc dọn đi để chiều nay á, thì chị sẽ ăn tân gia cái ngôi nhà mới của mình. Việc là cúng để mà dọn vào nhà mới thì sau đó thì sẽ mời các anh thợ để mà đến để mà chia vui. Ngôi nhà này thì trước đây chị Cẩm Hường thuê 1 triệu một tháng, 800 ngàn, tiền này tiền kia luôn là 1 triệu một tháng. Như vậy là ba mẹ con đã thoát khỏi những ngày tháng sống trọ như thế này. Đây mọi người, nơi đây là trước đây là cái tủ lạnh rồi máy giặt đồ được Mạnh Thường Quân hỗ trợ đó. Thì bây giờ dọn như cái công việc dọn về nhà mới nó gần như là đã gần hoàn tất hết rồi. Chỉ còn một vài cái vật dụng nhỏ nhỏ nữa thôi. Bây giờ mời cô bác với anh chị cùng vào bên trong cái ngôi nhà mới của chị Cẩm Hường để xem cái công việc và dọn dẹp của chị sắp xếp đồ đạc như thế nào ha. Và đằng sau lưng Bùi Hồ đây là ngôi nhà mới của chị Cẩm Hường, coi như là đã hoàn thành 100%. Chiều hôm nay thì chị sẽ tổ chức ăn tân gia. Sáng ngày hôm nay thì chị với lại Sầm Hưng cũng lật đật dọn những cái đồ dùng trong nhà. Cô bác quý anh chị thấy cái màu xanh của ngôi nhà nó rất là đẹp đúng không? Mọi người có thể thấy rằng là về tổng thể của ngôi nhà nó khá là hài hòa luôn. Có một cái hành lang ở phía trước nè, một cái phòng khách nè. Ở giữa ngôi nhà thì để hình của Phật Mẹ Quan Âm. Phật Mẹ Quan Âm mọi người. Gạch thì xích vô đây nè. Ở đây thì cuốn lên khoảng 5 tấc hay Đạt ha. Từ mặt đất lên đây 5 tấc. Ở đây thì có sơn một cái đường, nước sơn màu xanh á, nhìn đẹp. Gạch thì cũng màu xanh luôn. Ở đây có một cái điểm nhấn mà lúc trước đây Bùi Hồ có quay cho cô bác quý anh chị xem, đó là ở đây có một cái phần gạch giả hoa cương màu đen ở dưới, còn ở trên này thì được sơn màu xanh. Màu tổng thể của ngôi nhà là một cái màu xanh nha mọi người. Điện thì cũng đã có đi đầy đủ. Hôm trước thì Bùi Hồ có coi clip của Đạt á, thì cũng đã có đi đầy đủ hết rồi. Chạy điện với ánh sáng cũng đã xong hết rồi. Cũng phải bật công tắc ở đây hay Đạt ha. Trước mắt là điện kéo bên trụ chính bên sông kia qua đó, nên một tháng nữa mới có kéo. Trước mắt xài đỡ điện của nhà khu hai bên kia. À, nên cầm dây điện nó như thế đó. Đâu sao không thấy điện nó lên on nè. À, bật CB lên. Đây đây mọi người, Đạt quay cho cô bác anh chị thấy rồi. Điện đó cũng đã sáng rồi. Tạm thời thì Đạt nói là xài đỡ, xài ké cái phần điện của cô hai chủ đất hôm trước mà chị Cẩm Hường mua đó. Ở đằng trước này cái máy này nhìn cũng rất là có duyên luôn mọi người. Ngôi nhà thì tổng thể về cái lấy ánh sáng và lấy gió thì coi như là nó đầy đủ những cái yếu tố về phong thủy hết á. Nhà này là cũng cắt theo cái mét của phong thủy luôn đó, đúng không nè, khoảng 3m9. Thì ở đây có một cái cửa đi vào ngăn giữa phòng khách với lại ở trong buồng. Chỉ thì được sơn ở đây một cái màu xanh gọi là màu xanh đọt chuối. Ở trên thì màu xanh, ở trên đó cũng có đóng la phong luôn á mọi người. Ở đây thì có một cái bóng đèn ngay tại phòng khách ngay chỗ này. Một cái bóng đèn ở trên ngay tại phòng khách. La phong thì với lại kết hợp với lại cái màu mà của màu xanh bông phấn của tường á, nó dạ lên rất là đẹp. Còn phần đây là cửa Đài Loan. Bộ cửa này là bao nhiêu tiền Đạt? 750 ngàn một mét vuông thì 8 triệu mấy á. Nói chung là cũng đủ duyên lành mới cắt được ngôi nhà như thế này chứ không phải là ô kéo nhẹ ha. Ô cửa này cũng màu xanh luôn nè mọi người. Nhìn rất là đẹp ha.
Bây giờ mình sẽ để lên đây. Sao? Ở đây có một cái cửa sổ ngay tại phòng khách. Đây, cái cửa sổ này là cửa lùa, để mà có thể ngăn mưa rồi được đó, và có thể lấy ánh sáng được ở từ ở ngoài trời vào luôn. À, cửa lùa này cũng khá là chắc chắn, và cái khung ở trong thì bằng nhôm, rất là đẹp nha mọi người. Nói chung là căn nhà này là một cái căn nhà mơ ước chứ không phải là bình thường đâu. Ở đây thì cô bác anh chị có thể thấy là bắt gạch lên ở đây khoảng 2 tấc để cho nó tránh cái tình trạng là dơ, quét dọn nó sẽ dính dơ, nó khó khăn, nên sẽ dán lên 2 tấc. Và ở trong này thì có hai cái phòng ngủ. Đây là phòng ngủ thứ nhất và phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ cho chị Cẩm Hương cũng như là phòng ngủ cho Hải với Đăng. Ở đây thì mới mua cái tủ hả Đạt? Cái tủ này là bao nhiêu một cái? Tủ nhỏ 1 triệu, tủ lớn 1,4 triệu. À, cũng được Mạnh Thường Quân hỗ trợ luôn ha. Rồi, vậy là đồ cũng đã dọn vô xong hết rồi. Ở trong phòng ngủ này thì có một cái bóng đèn, có một ổ điện, có một cái quạt, và nghe có cả một cái tủ đồ và những cái móc đồ luôn mọi người. Đây, những cái móc đồ bắt rất là chắc chắn. Ngôi nhà này rất là đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp. Sau khi mà hơn một tháng xây á thì phải nói là đáng mơ ước mọi người. Bây giờ tắt quạt đi, tắt quạt. Cái này mà có tiền thì mai mốt cố gắng cho Hải với Đăng đi làm, có tiền thì gắn thêm cái máy lạnh vô. Ở đây cũng có một cái cửa sổ ở bên hành lang bên hông ở bên đây. Từ trước đến sau thì có hai cái cửa sổ ở phòng khách và cửa sổ bên hành lang để nối vào cái không gian bếp. Thì cửa này cũng khá là đẩy, cửa lùa này khá là nhẹ luôn. Đó, khá là nhẹ luôn mọi người. Ở bên đây, cái phòng bên đây thì cũng có một cái nệm, một cái tủ, và cũng giống như cái phòng ở bên kia. Cái nệm này cũng đang có mua rồi, ngày hôm qua hôm trước hình như là Đạt đi mua cho chị Cẩm Hường á, đèn cũng khá là sáng. Sao mình không bắt đèn ở giữa mà bắt đèn ở bên hông này Đạt? Tại nó trong phòng như vậy nó vẫn sáng nhưng mà nó đỡ tốn dây điện. À, nhưng mà trước đây thì Đạt thường cất nhà là bắt cái đèn lon, tại sao bây giờ lại bắt đèn này? Đèn kia thì mua nó nhiều bóng, còn này mình một bóng hoặc là sáng nhiều hơn. À, cái phòng này thì so với những cái căn nhà mà Đạt từng cắt cho Bùi Hồ những cái hoàn cảnh khó khăn khác á, thì cái diện tích của cái căn phòng này nó nhỏ hơn. Lý do là cái phòng khách nó rộng hơn, và cũng như chừa một cái khoảng hành lang phía trước cũng khá là lớn luôn mọi người. Cái tổng thể ngôi nhà này á thì có nhiều cô bác quý anh chị nói là tại sao lại cắt cái con ngôi nhà nó to như vậy. Thì trước đây được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân giấu tên á, thì cô yêu cầu là cắt cái căn nhà nó phải theo quy cách như vậy, nên phải làm như vậy đó mọi người. À, và đây là bà Sáu nè. Đây là cái không gian bếp. Không gian bếp ở nơi đây cũng khá là rộng, thoải mái cho cả 4-5 người sinh hoạt cùng một cái không gian bếp như thế này. Và bà Sáu thì cũng từ huyện Đầm Dơi lật đật đến đây để nấu, chuẩn bị chiều nay tổ chức đãi cho các anh thợ cũng như những dòng họ để ăn mừng nhà mới mọi người. Và trước khi nói chuyện với bà Sáu thì Bùi Hồ quay qua bên đây nha. Đây là cái tủ lạnh cũng được Mạnh Thường Quân hỗ trợ nè. Và đây là cái máy giặt cũng được Mạnh Thường Quân hỗ trợ nè. Và đây thì có điện ở cái nhà vệ sinh nè, điện của cái không gian bếp nè mọi người. Vô đây Đạt ơi. Đây là cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì gạch dán lên tường 1m2. Ở trong này, trên này thì cũng đã được bê với sơn. Ở đây thì có một cái có cả một cái kiến ở trong nhà vệ sinh. Nước đâu đi hết chưa Đạt? À, nước đi hết rồi. Cái bồn cầu cũng khá là hiện đại nha mọi người. Bồn cầu này cũng khá là hiện đại, và nhà vệ sinh với đề lại nhà vệ sinh, cái bồn cầu này là Đạt đều gắn hết nè. Nước này cũng đã đi xong hết rồi. Nước cây hay Đạt? Cây. Đăng ký nước cây luôn rồi đó ha. Ở đây có một cái đống la phong ở trên luôn, chứ không có la phong ở trong nhà vệ sinh, nên là nữ là bóng đèn khi mà mình đặt ở trên đó đó, mình có thể lấy được ánh sáng cho nhà vệ sinh cũng như là ánh sáng cho không gian bếp mọi người. Và đây là cái cánh cửa của nhà vệ sinh nè. Cái cánh cửa này á thì cũng tiết kiệm, chứ nếu như mà mình xài một cái cánh cửa nhôm thì nó có vẻ là nó sẽ chắc chắn hơn. Còn đây là một cái cánh cửa bằng mũ mọi người,
Tuy nhiên mà nếu như mà mình sử dụng cho nó cẩn thận á thì nó cũng tuổi thọ nó cũng khá là lâu. Và Đạt ơi, quay ở đây cho cô bác với anh chị thấy nè, ở đây thì có chừa một cái lam, cái không gian lấy gió từ dưới mé sông, và cũng như là hai cục sáng để lấy ánh sáng vô cái không gian nhà vệ sinh. Nói chung là về gạch tổng thể, gạch nền của nhà vệ sinh á, thì đây là một loại gạch nhám nha mọi người. Và loại gạch nhám như thế này á, thì nó chống trơn trượt đó. Còn ở đây là gạch màu trắng để sơn lên đây luôn, rồi gạch màu trắng để dán lên đây. Đây là cái tủ lạnh. Nói chung là nhà của chị thì hiện nay á, nó không có thiếu như vậy, nó không có thiếu cái thứ gì nữa. Về máy giặt, về tủ lạnh, rồi về nhà to, nhà những được cắt như thế này á, thì phải nói là duyên lành dữ lắm mới cắt được nha mọi người. Ở đây là hai cái cánh cửa. Hai cái cánh cửa này bình thường thì mình mở ra mình sẽ hứng cái gió từ ở dưới mé sông lên. Ở đây thì bị gài lại nè mọi người, gài lại để cho tránh cái tình trạng là sẽ gió nó đập, sẽ cái cửa kính nó sẽ không có được an toàn. Tuy nhiên thì sẽ móc hai cái móc khóa đằng sau để gài lại rất là chắc chắn luôn. Để an toàn thì mình sẽ gài lại. Tuy nhiên là Bùi Hồ cảm thấy là gió đây nó rất là mát, nó không có nhiều nên cũng không có sao. Và đây là cái sống chén ha bà Sáu ha. Sống chén. Mọi người biết đây là gì không? Đây là khô cá khô cá rô phi được bà Sáu đặt lú á, để hôm nay đem ra đây để mà đãi khách nè. Cái sống chén này cũng nhìn rất là sang xịn mịn ha, rất là đẹp mọi người. Ở đây, ở dưới này thì không biết là nãy giờ thì Bùi Hồ chưa có thấy được cái nơi để mà rửa chén đó nè. Trước mắt chị chưa có làm kịp cái phần ở đằng sau á. Sau này sẽ mướn thợ làm cái phần ở đằng sau này, là bên cái bên đây rửa chén. Còn bên đây là cái kệ cây cho ông Tư đậu ghe cặp đó luôn á. Mà tại giờ chưa, chị Hường chưa có làm tới phần đó. Trước mắt thì chị rửa bên đây nè. Trước mắt thì chị Cẩm Hường sẽ rửa chén ngay tại chỗ này mọi người. Cho nó phơi nắng cho nó thành khổ. Dạ. Nãy giờ nên là nữ là còn đây là cái tủ chén để được cái bếp ga luôn. Cái này cũng mới mua luôn đúng không là? Tủ đó mới mua. Tủ này mua nhiêu tiền? 2.4 triệu. 2.4 triệu. Ô trời, sang thịnh mịn dữ ha. Ở đây có nồi thịt kho tàu. Thịt kho tàu này nhìn thôi là Bùi Hồ cũng cảm thấy chảy nước miếng. Những ngày mà đi Lào á thì ăn những cái món ăn đặc sản của Lào như là xôi nếp với lại thịt nướng thôi, tự nhiên mình thèm cái hương vị của quê hương mình ghê á. Đây khổ qua nè, cỡ khổ qua. Khổ qua dồn thịt. Hôm nay mà để cho ăn mừng con gái của mình á, có được một cái ngôi nhà. Bà Sáu cũng đã mấy giờ đã có mặt tại đây bà Sáu? 6 giờ. 6 giờ sáng. Còn mấy món ăn này? Nấu ở nhà. Tự nấu luôn? Nấu ở nhà, nấu ở chổng rồi cái tối cái bỏ tủ lạnh sáng đem ra. Chứ mình không có đặt hả? Không, nó đặt chiều nó đãi. Đặt đãi riêng. Cái này cúng. Cái này là sáng nay mình chuẩn bị để mình cúng ha. Và bà Sáu sẽ với chị Cẩm Hường đứng cúng để mà vào nhà mới. Cúng lúc mấy giờ bà Sáu? Giờ chưa biết nên nó hô xong rồi cúng nè. Hay bây giờ thấy con cái của mình được mọi người quan tâm hỗ trợ rồi giúp đỡ, có một cái ngôi nhà không phải là nơi trú mưa trú nắng bình thường mà phải nói ngôi nhà cực kỳ đáng mơ ước của mọi người, thì cái cảm giác của bà Sáu như thế nào? Tôi rất là mừng. Dạ. Rất là mừng mà cũng cảm ơn mà nhà tài trợ mấy cô mấy chú đồ đó, rồi các mạnh thường quân mà giúp đỡ cho con được cái ngôi nhà. Cái này ngôi nhà đó chứ không có còn nó che mưa che nắng phải không? Được cái ngôi nhà gì là tôi rất vui. Có muốn nói lời nào với mạnh thường quân không? Cũng cảm ơn mà các mạnh thường quân rồi các cô các chú đồ gì đó. Dạ. Tôi cảm ơn nhiều dữ lắm đó. Dạ. Bà Sáu có nghĩ rằng là chị Cẩm Hường sẽ có được ngôi nhà như thế này không? Không có mơ là cái nhà được gì. Đất cũng còn không có đó mà đúng không? Không có đâu có cái nhà. Cũng nói hoài gắn mặn sao dành dụm chứ mình yêu cầu có cái nền đi rồi cái mình cặm cây đồ mình lọt lá rồi cũng được nữa. Mà làm gì mua cái nền nổi. Giờ cũng nhờ cô bác Mạnh Thường Quân đồ giúp đỡ rồi cho nó có cái nhà. Giờ tôi vui dữ trời. Bà Tư, bà Sáu năm nay là bao nhiêu rồi? 64. 64 tuổi rồi. Cái căn nhà của bà Sáu là cũng được nhà nước hỗ trợ cắt cho.
Còn cái phần ở ngoài sau á là được dừng từ cái việc những cái cây tạm bợ mọi người. Thì cái nơi của bà Sáu chưa xong nữa, làm sao mà có cái vốn để lo cho con mình với lại cái tuổi già nữa. Mà ngày hôm nay thì được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân chung tay thì cũng là cái duyên lành, chỉ có hai Mạnh Thường Quân lớn để mà hỗ trợ cho chị Cẩm Hường thôi. Để đầy đủ những cái yếu tố đó thì phải nói là cái phước báo của chị Hường phía trước chắc còn đó mọi người. Nên là nữ làm chỉ mong sao sau này thời gian này chị Cẩm Hường cố gắng lo cho Hải với lại Đăng ăn học cho nên người, để mà có thể có một cái tự lập cho cuộc sống của mình, đồng thời có thể giúp lại những cái hoàn cảnh khó khăn cũng như là người mọi người đã chung tay giúp đỡ cho chị Cẩm Hường đến cái thời điểm này. Thôi bây giờ thì bà Sáu cũng đã chuẩn bị rồi, con không phải làm phiền cho bà Sáu để chuẩn bị để nấu cho kịp giờ cúng nữa. Thì bây giờ mọi người cũng đã đang dọn vô nè, bây giờ mời cô bác anh chị quay qua đây ha. Đây là hình ảnh của ông ba. Ông ba cũng đã đi từ dưới Bùi Hồ từ ngày tối hôm qua đến đây là khoảng gần 11 giờ khuya. Ông ba nói là thôi dù có khó khăn, dù có xa thì đến đây để ăn mừng cho con cháu có được cái ngôi nhà. Tại vì Cẩm Hường mơ ước cũng đã lâu lắm rồi. Đổ xe hơn 100 km và ngày mai này ông ba phải về lại Hậu Giang để về cái ngôi nhà của mình. Đến đây cũng có anh Sầm Hưng nữa nè. Ông ba khỏe. Chào mọi người ông ba ơi. Rồi, xin chào. Dạ, ông ba sao vác đồ nhẹ không vác đồ nặng á, vác cái đồ cái tủ lạnh rồi á. Hả? Rồi bây giờ thấy chị Cẩm Hường có ngôi nhà mới như thế này thì ông ba cảm thấy sao? Thấy vui mừng cho Cẩm Hường được nhà mới, nhà cam có rộng rồi, nó thấu mát rồi, nó cũng quá mừng rồi. Cái ngôi nhà này là nó đâu bằng ngôi nhà của ông ba đâu. Hả? Đẹp. Đẹp hơn gì, nhà ông ba 7 tỷ, nhà này có hơn 100 triệu à. Thì sao? Bằng không? Đẹp hơn nhiều. Đẹp hơn nhiều hả? Bây giờ đổi không? Ông ba lên nhà này, chị Cẩm Hường lên nhà chỗ ông ba ở đổi chịu không? Đổi ra. Mọi đồ hỏi thì Cẩm Hường đổi ra không kìa. Thì chịu đi đổi. Chịu đổi liều không? Ông ba về đây, chị Cẩm Hường lên trên kia. Nói vậy ra cũng mừng rỡ rồi. Đẹp đẽ rồi. Đẹp thôi đừng đẻ. Đẹp mọi người. Dạ quá đẹp rồi. Dạ nói chung là cũng cảm ơn ba đã cất công để mà xuống đây để mà có thể mà chung vui với lại chia vui trong những ngày này với chị Cẩm Hường. Đây là một ngôi nhà đáng mơ ước. Và chắc có lẽ là cô bác của chị sẽ gặp một người mà đi ngang qua đi qua đi lại trong cái khung hình máy của Bùi Hồ đúng không? Đó là anh Hưng. Và giờ mời cô bác của chị nghe tâm sự của anh Hưng ha. Chào anh Hưng. Có mọi người hỏi là hổm ngày cất nhà của chị Cẩm Hường sao không thấy anh? Vì công việc ở chổng thì nó làm nó hay hơn, sợ ra đây làm rồi nữa về chổng rồi mình mất việc á. Là sao em không gõ cho lắm? Như là mần hồ, như thầu hồ ở ngoài này với ở chổng nó khác. Nó về mình, như mình làm ở ngoài này á thì ở chổng nó mướn người rồi nó đâu có nhận mình nữa. Có nghĩa là đi theo đoàn đúng không? Đoàn. Đi theo đội, có nghĩa đội hồ ở trong kia khác, đội hồ ở ngoài này khác. Rồi làm ngoài kia thì không làm ngoài, ở trong kia thì không làm ngoài này được. Sợ làm ở đây xong rồi ở trong kia là người ta không nhận mình là mất việc luôn. Mà em nghe nói là anh hiện nay là anh không có làm hồ nữa mà anh chuyển sang làm ông lão đưa đò hả? Hả? Tại vì bây giờ thầu nó lãnh hơi xa đó. Mình nó hỏi thì thằng nào có điều kiện thì đi được thì đi, còn đi không được thì thôi. Nó cũng không ép mình. Ngày nhiêu anh? Chạy phà đó thì ngày 300. Ngày 300. Thì đủ ăn đủ xài gì không? Đủ. Đủ cô gái không? Cô gái thì chưa biết. Hổng gái có người yêu chưa? Chưa. Rồi hôm nay mọi người thấy anh Sầm Hưng lại giống như lúc lần đầu tiên gặp ông Tư á mọi người. Thì chiều nay chắc có lẽ là đi hớt tóc đồ, làm mặt đồ cho nó đẹp lên để mình lên hình để mà mình cô gái rồi chứ. Sao? Tính rảnh thì mới đi sửa soạn rồi lại chứ. Có muốn nói lời nào đối với mọi người cô bác của anh chị đã ủng hộ cho chị Cẩm Hường không? Cũng cảm ơn mấy anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho chế được căn nhà. Anh có cần giúp anh căn nhà kế bên để cô gái không? Hả? Nhà thì anh có rồi. Thì bây giờ xây luôn căn nhà cặp bên của chị Cẩm Hường nữa. Chịu không?
Hả? Cho chế gì được. Sao được rồi? Sao ngại ngại? Hiện nay còn nhiêu ký, nhìn thấy càng ngày càng ốm anh. Cũng chưa căng chưa biết. À, nhiêu ký hổm ngày căng là nhiêu ký? Hổm thì 45. 45 cao mét mấy? Cũng chưa không biết luôn. À, Bùi Hồ thì cao mét 67, anh Hưng thì chắc coi cao khoảng cao mét mét rưỡi hơn mọi người. Mét 67 45 ký á, thì hiện nay là 34 tuổi hả? 34. 34 tuổi hiện nay công việc là làm nghề là anh đưa đò. Anh đưa em sang sông đúng không? Đúng. Bằng xuồng ba lá đưa gì gì? Anh đưa em xuyên sông bằng ghe máy hả? Ghe máy. Mọi người có thể mà đi ngang Đầm Dơi á, cô bác anh chị nào có để ý chấm anh Hưng làm ghế á, thì có thể gặp gỡ qua chỗ nhà của chị Cẩm Hương. Hiện nay là cũng nói chung là muốn lập gia đình lắm rồi đúng không? Đúng không? Muốn thì nói, không muốn thì nói. Sao? Thì cũng có ai chịu thì mình chịu thôi. Không gài em để số điện thoại có ai điện không? Không. Dạ hả? Không ấy hả? Không ai chịu được hả? Hay là ta không chịu mình? Hay mình không chịu ta? Không ai điện chứ mình cũng đâu biết gì đâu. Hớt tóc đẹp trai nào lên mới được như Đạt Đồng Tháp vậy, anh thấy không? Đẹp trai nào lên rồi mọi người mới thương, nhưng mà Đạt Đồng Tháp thì một lòng chung thủy. À, nên mọi người cứ nên mọi người cứ nói chung là con trai Đồng Tháp đã dễ thương rồi, con trai ở Cà Mau còn dễ thương hơn. À, nói chung là chúc anh trong năm nay sẽ sớm cưới được vợ, cũng như là chị Cẩm Hương đã có một mơ ước cũng đã thành công rồi. Còn anh nữa ha. Bây giờ thì không làm phiền anh làm công việc nữa mọi người. Rồi chiều nay là có tiếp khách nổi không? Nổi. Nổi hả? Cũng tiếp mới, tại vì sáng mơ còn đi chạy nữa. Rồi ăn tăng gia mà có mua gì tặng chị không? Chưa. Chưa hả? Chị vui nhất không phải một món quà của anh mua đem cho chị, mà có một người em dâu á, là chị Cẩm Hương mới là vui nhất. Rồi thôi, cảm ơn anh nhiều ha. Rồi, như vậy là Bùi Hồ đã chia sẻ, đã quay những cái đoạn clip như vậy là Bùi Hồ đã chia sẻ về tổng thể ngôi nhà của chị Cẩm Hương xong mọi người. Một ngôi nhà khá là khang trang, giống như hơn những gì mà chị Cẩm Hương đã từng mơ ước. Và đây là một ngôi nhà của mơ ước rất là nhiều. Đây là mơ ước rất là nhiều người, không phải tự nhiên mà có được, mà từ sự duyên lành, phước báo của chị Cẩm Hương đã có từ lâu rồi. Và chiều nay thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ đoạn clip về cái khung cảnh mọi người cùng tham gia với nhau để mà ăn tăng gia mừng nhà mới của chị Cẩm Hương. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị ở clip sau.